sau bao ngày đã thật sự bớt ăn. Thì bữa nay cũng vậy thôi chứ nhà còn gì đâu mà ăn. Sáng đẩy nhẹ nhàng sương sương gói mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Nó nhỏ chứ tại mấy nay bớt ăn nên bữa nay tự thưởng cho gói mì chứ thèm quá rồi. Nhưng mà thấy tự thưởng có gói mì cũng chưa có xứng đáng lắm. Quay qua hỏi chị đẹp có cái nào bồi bổ hơn không? Thì chị đẹp cho hộp bánh sắp hết còn 2 cái. Nhớ bữa mua cũng nhiều mà ta. Ta nói cái bánh thơm giòn béo dễ sợ mà cũng hết luôn rồi. Nên mình phải lên đường đi kiếm miếng ăn thôi. Tự thưởng ba bé cua hấp này sau một ngày bớt ăn nghe cũng hợp lý lắm chứ bộ. Bữa nay chuyển hệ qua chấm mắm me chua chua ngọt ngọt. Ăn ta nói nó vừa cuốn mà vừa đã. Nói chung là vẫn đang trong quá trình bớt ăn nên mình đẩy thêm con nữa thôi. Rồi lượn lờ mấy dòng tự nhiên thấy căn cứ bí mật của nhỏ em. Thì ra nhỏ em cũng ghiền bánh ghiền mà mình ghiền. Phải, nhất là cái cảm giác bóc tem hộp mới như này á. Tại được xí lượm trước hai cái bánh granola vừa non nghe là thấy ngon à. Còn thơm nữa ăn tới hộp thứ N mà vẫn ghiền. Mà ta đang bớt ăn nên mình ăn thêm 3, 4, 5, 6 cái này nữa thôi. Để còn chuyển qua bóc cái hộp mới này nữa. Ta nói cái bánh gì mà toàn đều sữa với mắc ca cỡ đại không à. Cắn vô là giòn rơm rớp luôn á. Ăn nó thơm mà còn có vị ngọt nhẹ của mật ong hơi bị cuốn luôn á. Bánh xịn cỡ vài ăn lần 5, 6 cái rồi cất thôi. Tại nhớ hình như nhớ em còn 2 hộp nữa. À mà thôi.